Xin chào quý vị các bạn, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trên kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Và ngày hôm nay tôi đang có mặt tại trong một trong những con phố sầm uất nhất của khu vực Hà Nội. Đó là con phố Vũ Phạm Hàm. Và tôi đang có mặt tại, tôi đang đặt chân tại địa chỉ là 120 Vũ Phạm Hàm. Và đây là tôi đang thực hiện một cái dự án kinh doanh karaoke, phòng kinh doanh karaoke cho nhà hàng Sơn Quyền. Và ngay phía sau tôi đây, đó là không gian tập hộ của nhà hàng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị các bạn hãy cùng theo chân tôi để khám phá không gian bên trong nhà hàng nhé. Vâng, đây là không gian mặt cửa chính của nhà hàng. Thì đây là không gian đầu tiên chúng ta vào sẽ nhìn thấy không gian của nhà hàng ở tầng 1. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào khu vực bên trong cũng như là lên tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 5 của nhà hàng. Chúng ta để khám phá cái phòng dự án kinh doanh mà nhà hàng đang đặt của Bảo Châu Lex lắp đặt tại đây ạ. Và trước khi chúng ta khám phá căn phòng karaoke của nhà hàng Sơn Quyền này, tôi xin giới thiệu quý vị trong bộ karaoke chuyên nghiệp ngày hôm nay mà chúng tôi lắp đặt tại nhà hàng Sơn Quyền nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải kể đến đó là dòng loa. Thì tại nhà hàng này chúng tôi đã lên cấu hình sử dụng những dòng loa cao cấp nhất của JBL, đó là dòng loa full 4012 KP4012. Chúng ta có thể nhìn thấy đấy ạ. Với phòng này thì chúng tôi sử dụng tới 3 cặp loa KP4012. Tiếp theo đó là sử dụng loa súp dạng súp mang thương hiệu của BF Audio, súp BF V18S. Và tiếp theo đây chúng ta có thể nhìn thấy trên cùng đây, chúng có là bộ mic BCE VIP 3000. Một trong những cái bộ mic mà bán chạy nhất tại Bảo Châu Lex trong những năm 2018 vừa rồi. Và xuống dưới đây thì chúng ta có thể thấy đây là hộp của bộ ổn định nguồn. Ổn định nguồn này thì giúp ta có thể chia các thiết bị cho nguồn điện nó ổn định nhất cho các thiết bị. Và đặc biệt chúng ta nhìn thấy là ba cái thiết bị bên dưới này, đó là ba cục đẩy. Thì đối với sử dụng hai cái loa súp đơn và loa full 4012 ba cặp này thì chúng tôi đã sử dụng tới hai cục đẩy 7406, đây là dòng đẩy 4 kênh. Mỗi một kênh đánh được một đôi loa 4012. Và con 7208, con Famous 7208 ạ. Và chúng ta không thể bỏ qua đó là thiết bị xử lý âm thanh JBL KX180, thiết bị xử lý âm thanh hot nhất 2018. Và thiết bị chọn bài karaoke đầu VKTV 4TB Plus cùng màn 22 bằng cường lực. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo chân tôi vào khám phá không gian căn phòng của nhà hàng Sơn Quyền, địa chỉ là 120 Vũ Phạm Hàm nhé. Vâng, đây là cái không gian căn phòng karaoke của nhà hàng Sơn Quyền. Thì trước mắt chúng ta có thể thấy đây là một thiết kế mang phong cách cổ điển với tông màu chủ yếu là màu vàng, mang lại cho chúng ta cái cảm giác đó là sự sang trọng, lịch lãm cũng như là cách thể hiện được cái đẳng cấp của nhà hàng. Thì phòng này thì chúng tôi có thể đã đo ước tính căn phòng này diện tích lên tới từ 50 cho đến 60 mét vuông. Thì chúng tôi đã sử dụng những cái cặp loa bass 30 loa full 4012, sử dụng 3 cặp loa. Về cái cách bố trí loa thì quý vị các bạn có thể nhìn thấy đấy. Vì toàn bộ cái không gian này là ghế ngồi cho khách hát là ở đằng sau, nên chúng tôi đã bố trí 4 cặp loa, 4 chiếc loa full 4012 ở đằng trước và sử dụng 2 cặp loa súp BF súp đơn ấy, 2 chiếc ở hai bên. Như thế này thì nó sẽ cho được cái âm thanh tốt nhất cho căn phòng, full nhất, đầy đủ nhất. Và chúng ta với quá trình kỹ thuật Bảo Châu Lex setup thì quý vị các bạn có thể cảm nhận được cái âm thanh nó sẽ như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá tiếp đến cái tủ thiết bị gồm những thiết bị như thế nào và tôi sẽ giải thích lý do chúng tôi phối ghép cái thiết bị đấy. Vâng, bây giờ tôi sẽ nói sơ qua về từng thiết bị một. Đây là chiếc loa JBL KP4012. Dòng này là dòng được phân phối chính hãng tại Bảo Châu Lex. Thì hiện tại đối với dòng 4012 nhập khẩu này thì Bảo Châu Lex đang phân phối mức giá là 25.990.000 một cặp. Đây là dòng loa full với tép kèn và sử dụng đường loa có đường kính bass là 30cm cho cái chất âm rất là dày, tiếng tép rất là sáng và chắc. Với phòng karaoke này chúng tôi sử dụng hai súp đơn mang thương hiệu của BF Audio, đó là súp BF V18S. Chiếc súp này là đường kính bass của nó là bass 50.
Công suất của nó sử dụng lên đến max 1200W và mức giá hiện tại đang phân phối tại Bảo Châu Lex đó là 10.490.000. Vâng, đây là tủ thiết bị của bộ dàn karaoke ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu quý vị các bạn. Thì trên cùng đây, đây là dòng bộ mic BCE VIP 3000. Đây là dòng mic mà hiện tại đang bán rất chạy trong năm 2018 tại Bảo Châu Lex. Dòng mic này thì nó có chế độ ngắt tự động cũng như là chế độ khi mà chúng ta nó chế độ cảm biến gia tốc ấy, chúng ta đánh rơi thì tiếng mic nó sẽ tự động ngắt, nó không gây ra tạp âm. Và thiết bị tiếp theo đó là bộ ổn định nguồn. Thì cái bộ ổn định nguồn này giúp cho thiết bị chia nguồn ra tất cả các thiết bị dưới này, nó sẽ ổn định nhất, nguồn điện không bị chập chờn, không gây ảnh hưởng đến cháy các thiết bị. Và trong cái trung tâm của bộ dàn thì chúng ta không thể thiếu được đó là cái thiết bị xử lý tín hiệu vang số JBL KX180. Đây là thiết bị xử lý tín hiệu cao cấp nhất trong năm 2018 được hãng JBL cho ra mắt. Nó kế thừa cái thiết bị đó là KX100. Và cái phần tiếp theo là đó là cái đầu ổ cứng VietKTV 4TB Plus. Đây là thiết bị VietKTV mới nhất hiện nay, có hỗ trợ về Wi-Fi cũng như là truy cập YouTube, mạng không dây. Chúng ta có thể ngoài hát việc hát ổ cứng, có rất nhiều khách hàng muốn hát những cái bài hát mà được thu trên YouTube thì chúng ta có thể hát trực tiếp thông qua cái đầu VietKTV này. Đây là một trong những tính năng mà được phát triển kế thừa từ cái đầu VietKTV dòng Pro. Tiếp theo đó là ba cục đẩy. Tại sao chúng tôi sử dụng ba cục đẩy? Bởi vì lý do là tôi sẽ giới thiệu qua ba cục đẩy. Cục đẩy đầu tiên trên này đó là cục đẩy 7208. Tiếp theo đó là hai cục đẩy 7406. Thì tính chức năng của ba cục đẩy nó sẽ như thế nào ạ? Chiếc cục đẩy đầu tiên ở dưới cùng đây, đây là cục đẩy 7406, nó là dòng 2 kênh. Thì cục đẩy này tôi sẽ đánh cho hai cặp la súp đơn. Đó là súp đơn V18S. Thì cục đẩy này nó công suất của nó là 600W một kênh. Chúng tôi sẽ đánh chế độ bridge, nó lên là một cộng hưởng lên 1200 để đánh cho hai chiếc súp đơn. Còn hai cái cục đẩy bên trên này thì chúng tôi sử dụng để đánh cho ba cặp loa JBL 4012. 7406 42 kênh này, 4 kênh này thì tôi sẽ đánh cho hai cặp JBL 4012 đằng trước. Và con 7208 thì sử dụng để đánh cho cặp mà JBL 4012 đằng sau lưng tôi. Hồi nhớ xuân nào thuở chơi yên
ngồi chơi xa đòi thấy những đôi mà nếu con không về chắc mẹ buồn lắm mãi trên nghèo không người xưa xa chưa em chất âm của phòng karaoke tại 120 Vũ Phạm Hàm. Đây là một trong những phòng karaoke kinh doanh đẳng cấp nhất mà chúng tôi đã từng lắp đặt tại Hà Nội. Vâng, quý vị các bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ 120 Vũ Phạm Hàm để có thể cảm nhận cũng như là thưởng thức cái phòng karaoke đẳng cấp này. Và qua đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc video ngày hôm nay. Quý vị các bạn hãy nếu thấy hay hãy nhấn like cũng như nhấn subscribe hoặc và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những video tiếp theo của kênh YouTube Bảo Châu Lex. Và ngay bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.